Cách cắm cái dây ba màu này với cả cái sâu cạc K300 rất rất là đơn giản thôi. Anh làm theo em nhé. Đầu tiên thì cái dây màu hồng chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ speaker nhé. Speaker. Đấy, dây màu hồng cắm vào lỗ speaker. Dây màu xanh của chúng ta ấy, chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ accompaniment nhé. Tức là cái lỗ lấy nhạc. Bình thường thì anh chị em lấy cái dây màu trắng chúng ta cắm vào đây để lấy nhạc đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải để dư lại lỗ này, chúng ta cắm cái dây màu xanh vào để chúng ta PK đàm thoại hai chiều. Lúc đó thì chúng ta phải lấy điện thoại bắt Bluetooth để bật nhạc nhé. Bởi vì cái lỗ lấy nhạc này chúng ta đã dùng cái dây màu xanh vào rồi. Đó. Tiếp theo thì cái đầu này chúng ta không dùng đến này. Ở trên cái thanh gạt này chúng ta nhớ là gạt về phía có một dây nhá. Ở đầu này có một dây này, đầu bên này có ba dây này. Thì chúng ta gạt cái công tắc này về phía có một dây cho em nhé. Và cuối cùng là đầu còn lại là cái đầu có ba khớp màu đen này. Đấy, chúng ta cắm vào điện thoại livestream của chúng ta. Như vậy là chúng ta có thể đàm thoại hai chiều nhé. Cái đầu dây màu hồng này có chức năng là truyền âm thanh đi. Đấy, dây màu xanh này có chức năng là truyền âm thanh về để chúng ta nghe lại người ta nói. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi.